Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó đã giúp cho nhiều học sinh tự tìm tòi, nghiên cứu đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong thời kỳ mới. Trong chuyên mục khoa học kỹ thuật và công nghệ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng gặp gỡ các em học sinh để tìm hiểu niềm đam mê nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các nhà trường hiện nay. Được đánh giá là một trong những đơn vị top đầu của ngành giáo dục đào tạo tỉnh trong phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật, Trường Trung học Phổ thông Hoa Lư A đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khuyến khích học sinh say mê nghiên cứu lĩnh vực này. Nhà trường phân công nhiệm vụ cho giáo viên có chuyên môn, hướng dẫn các em phương pháp tìm kiếm tài liệu, hỗ trợ về kỹ thuật. Trong đó, coi trọng sự tự chủ của các em học sinh đối với đề tài, sản phẩm, mô hình của mình, giáo viên sẽ định hướng hoặc hỗ trợ khi cần thiết, hoặc giúp đỡ cho những sản phẩm mô hình đòi hỏi ứng dụng kỹ thuật cao. Nhờ những giải pháp đó, trong nhiều năm phát động phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật và tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh, nhà trường đã có nhiều sản phẩm mô hình dự thi đạt giải cao thuộc các lĩnh vực đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt trong gia đình và đồ chơi trẻ em bảo vệ môi trường. Nhà trường cũng đã lựa chọn ra những cái em học sinh có tố chất, có cái nhiệt huyết say mê nghiên cứu khoa học, cũng như là các cái sản phẩm mà có ý tưởng tốt, những sản phẩm mà nó có cái tiềm năng để nhà trường tiếp tục bồi dưỡng và phát triển. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng đã trích một phần cái kinh phí từ ngân sách cũng như là từ xã hội hóa để hỗ trợ cho các cái dự án, hỗ trợ thầy cô các em nghiên cứu và để động viên rồi thưởng cho các cái dự án mà đạt các cái giải cao. Ngoài cái việc động viên bằng cơ sở vật chất thì nhà trường động viên các thầy cô bằng tinh thần. Nhà trường đề nghị để vinh danh các cái thầy cô như các em học sinh có cái dự án đạt giải cao, đề nghị khen thưởng ở nhiều cấp. Đây là mô hình hệ thống quản lý giờ học thông minh đã đạt giải nhì tại Hội thi Khoa học Kỹ thuật cấp quốc gia năm 2020. Tác giả là hai em Đào Thái Bình Dương, học sinh lớp 11E và Nguyễn Quang Huy, lớp 10A. Xin chào Dương. Dương có thể cho biết là tại sao các em lại chọn cái dự án hệ thống quản lý giờ học thông minh này? Để chúng em chọn cái đề tài dự án quản lý giờ học thông minh là chúng em thấy là hiện nay trong cái quá trình học tập ở trường ở lớp là chúng em nhận thấy rằng cái việc áp dụng khoa học công nghệ để phục vụ trong cái quá trình học tập và giảng dạy là rất cần thiết. Như hiện nay chúng em tìm hiểu là các trường trung học đang sử dụng cái phần mềm SMART. Phần mềm này có tính năng là quản lý điểm và kiểm diện học sinh. Nhưng mà cứ hàng tuần, hàng tháng giáo viên phải mất thời gian cập nhật lên, nó sẽ ảnh hưởng và dẫn đến những cái tình trạng là thường không cập nhật được thời gian liên tục. Và các trường đại học hiện nay đang sử dụng cái phần mềm là nhận diện hình ảnh và vân tay, nhưng mà mới chủ yếu là tập trung đến vấn đề về sinh viên chứ chưa có những tính năng liên quan đến giáo viên như những tính năng các trường cấp 3 đang sử dụng. Và thậm chí là cái SMART vẫn chưa có những tiến trình dạy của giáo viên. Với hệ thống của bọn em là cùng với nhiều tính năng tích hợp trên cùng một hệ thống, như bọn em thấy là hiện nay trên thị trường là chưa có một sản phẩm nào có như sản phẩm của chúng em, là chúng em cùng đẩy sinh ra và hoàn thành thành công ra sản phẩm hệ thống quản lý giờ học thông minh. Em có thể cho biết là trong cái quá trình thực hiện dự án đề tài này thì các em có gặp những cái khó khăn như thế nào? Ngoài cái việc để làm thành công ra một cái dự án quản lý giờ học thông minh này, em với bạn ngoài những cái giờ học ở trên lớp, bọn em cùng nhau tìm hiểu trên nhóm và các cộng đồng mạng ấy ạ. Và thầy giáo đã giúp đỡ để thành công lên cái hoàn thiện sản phẩm hơn. Như những vật dụng là con chip các thứ thì bọn em phải đi mua. Còn vật dụng về hàn, đồ mạch, miếng các thứ là bọn em phải tự hàn. Ngoài ra là những cái về chương trình, cốt trước là em với em Huy là thường phải hỏi thầy giáo trong cái quá trình đấy hơn. Huy có thể giới thiệu về cái cấu tạo của cái hệ thống quản lý giờ học thông minh như thế nào? Cấu tạo của hệ thống quản lý giờ học thông minh này bao gồm nhất là thẻ từ đầu thẻ RFID, ở đây chúng em dùng để cho giáo viên và học sinh kiểm danh trước khi vào lớp. Thứ hai là kit FP32 dùng để truyền nhận và xử lý dữ liệu tới của thông tin của giáo viên và học sinh tới cơ sở dữ liệu. Thứ ba là màn hình cảm ứng
HMI 7 inch có chức năng hiển thị các thông tin giám đốc học và truyền dữ liệu của học sinh và giáo viên lên cơ sở dữ liệu thông qua kit FP32. Và chúng em còn có một hệ thống dơ le để được hiển chung điện để thông báo giờ ra vào lớp. Em có mong muốn gì khi mà sau dự án này mình sẽ được áp dụng thực tế? Em mong muốn dự án này sẽ được áp dụng vào thực tế vì dự án sẽ giúp các nhà trường quản lý được sĩ số các học sinh, cùng quản lý được học sinh và giáo viên, tiến trình dạy giáo viên một cách nhanh chóng và hiệu quả, không tốn thời gian như bây giờ. Còn đối với hai em Nguyễn Việt Thành và Hoàng Vũ Việt Anh, học sinh lớp 10A, niềm say mê tìm hiểu khoa học như được tiếp thêm động lực khi được nhà trường khuyến khích hỗ trợ thực hiện mô hình sản phẩm xe thu gom rác đa năng. Mô hình này đã đạt giải 3 cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020. Cái số lượng rác thải ra hàng ngày của cuộc sống quả thật là rất lớn đối với mọi người, và với những xe thu gom rác hiện nay thì vấn đề xử lý được những số lượng rác lớn như vậy là quá khó. Và với những xe thu gom rác hiện nay thì vấn đề mùi hôi thối với nước thải xảy ra môi trường thật sự là quá đau đầu với những người, ảnh hưởng đến cuộc sống của những người xung quanh. Và không chỉ những thế và còn cả vấn đề nước thải nữa. Sau những xe thu gom rác sau khi thu gom đã để lại trên đường những vệt nước rất là hôi thối và ảnh hưởng đến cuộc sống của người xung quanh đường. Và với những cái tiêu chí đó thì chúng em đã làm ra một sản phẩm có thể đáp ứng được nhu cầu, số lượng rác có thể đựng được nhiều rác hơn, xử lý được mùi hôi thối và có thể cải thiện được sức lao động và sức kéo của người công nhân lên mỗi xe rác. Qua thời gian tiến hành nghiên cứu, đến nay Thành và Việt Anh đã hoàn thiện sản phẩm với các tính năng ưu việt hơn so với xe đổ rác thường, đó là xử lý được mùi hôi của rác và nước thải phát tán ra xung quanh, tách biệt được nước thải với rác thải, có các ngăn phân loại rác, ép được các rác nhờ cơ cấu vít me với ép lực 1000N giúp cho công nhân đỡ mất sức và an toàn hơn, di chuyển dễ dàng và tiện lợi hơn nhờ sức kéo của chiếc xe đạp điện. Tổng chi phí để hoàn thiện cho sản phẩm này chỉ có 3 triệu đồng. Ước muốn của em là đó, muốn được ứng dụng vào trong đời sống để giúp cho người công nhân có thể giảm được bớt sức lao động, giúp cho người công nhân đỡ phải bị mùi khi ảnh hưởng đến cơ thể của người và những người dân xung quanh đường, đỡ bị ảnh hưởng bởi các mùi hôi do rác gây ra. Phong trào nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các trường học đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, khuyến khích thúc đẩy học sinh tham gia nghiên cứu sáng tạo khoa học kỹ thuật và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống. Giải pháp xử lý nước ao hồ ô nhiễm bằng cây thủy trúc và than hoạt tính làm từ vỏ trấu của nhóm học sinh trường trung học phổ thông Gia Viễn B là ví dụ sinh động cho điều này. Sinh ra và lớn lên ở địa phương thuần nông, nhận thấy trong các vụ sản xuất lượng vỏ trấu và tro khá nhiều. Qua kiến thức lĩnh hội trong trường học và nghiên cứu tài liệu, hai em Vũ Nhật Huy và Hà Quốc Cường nhận thấy nếu biết cách sử dụng tro trấu sẽ giúp xử lý nhiều chất vô cơ, hữu cơ gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, sử dụng tro trấu làm chất hấp thụ còn giải quyết được vỏ trấu là nguồn chất thải nông nghiệp rất lớn. Từ thực tiễn địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng kéo dài, vấn đề về ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước thường xảy ra. Do vậy, hai em đã nghiên cứu đề tài xử lý nước ao hồ ô nhiễm bằng cây thủy trúc và than hoạt tính làm từ vỏ trấu. Cây thủy trúc là loại cây có thể xử lý nước ô nhiễm, đang được áp dụng ở trên Hà Nội, và em thấy là cái xử lý nước của cây thủy trúc này nó hiệu quả chưa cao vì thời gian sử dụng nó lâu. Và còn than hoạt tính là cái loại than mà nó thể xử lý nước rất tốt ở trong các bể cá, ao hồ. Và nhưng mà than hoạt tính rất đắt và khả năng nhưng mà hiệu quả lại cao, cho nên là em sẽ quyết định kết hợp giữa hai loại này lại để cho ra một cái sản phẩm mà nó có thể vừa hấp thụ và vừa có thể vừa nuôi, để cái than hoạt tính nó hấp thụ chất bẩn đấy và có thể nuôi cây luôn. Theo tính toán của nhóm, để làm mô hình bè nổi thực tế với kích thước chiều dài 60 cm, chiều rộng 40 cm, phải sử dụng 450 g than hoạt tính, 30 khóm cây thủy trúc với chi phí hết khoảng 20.000 đồng.
Sau một tháng ứng dụng thử nghiệm với diện tích khoảng 20 m², thì kết quả về mức độ ô nhiễm đã giảm so với trước. Hiện nay là cái bể em thì mình đang được thả, còn sau này thì bọn em sẽ lắp đặt một thiết bị năng lượng mặt trời và nó có thể tự di chuyển ở trên ao hồ bị ô nhiễm cho con người có thể tiếp xúc với những chất bẩn ở bên dưới đáy hồ. Và nhóm chúng em hy vọng là mô hình này sẽ áp dụng được thực tiễn ở nhiều nơi. Hiện nay cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Ninh Bình lần thứ 11 năm 2019-2020 đang được phát động và thu hút sự hưởng ứng tham gia của các em học sinh trong nhà trường. Các dự án có sự nghiên cứu đầu tư công phu, các thầy cô giáo đồng hành cùng các em học sinh trong việc hoàn thiện ý tưởng và xây dựng mô hình sản phẩm. Đối với việc sáng tạo trẻ của tỉnh thì năm nào em cũng tham gia và cũng đóng góp cho trường những sản phẩm. Thì đối với năm nay thì em nghiên cứu và đưa ra một sản phẩm là máy cắt tỉa cành trên cao với những cấu tạo rất là đơn giản từ những cái phế liệu, từ những đồ vứt đi, ví dụ như motor 775 cũ, những thanh nhôm, thanh sắt cũ và tay phanh của xe đạp cũ. Thì em tạo lên một sản phẩm. Chúng ta những mùa giông bão hay là có thể cắt tỉa cành trên cao thì chúng ta phải leo lên cây. Nhưng mà đối với sản phẩm này thì chúng ta có thể ở dưới đất và có thể đưa lưỡi cắt lên trên cao, có thể cắt tỉa cành trên cây cao mà chúng ta không phải mất công trèo lên này. Mô hình của nhóm em tên là Nurse AI, đó là tên ngắn gọn của nhóm em. Thực chất thì đây là một phần mềm y tá online tích hợp trí tuệ thông minh vào để giúp cho mọi người sử dụng về liên quan đến vấn đề y học. Thì cái phần mềm này được bọn em nghiên cứu từ rất là lâu rồi. Và qua cái sự phát động của đoàn trường ấy, thì bọn em đã nung nấu và đưa ra một cái sản phẩm như thế này để sẵn sàng cho các cuộc thi và sẵn sàng đưa ra cộng đồng dùng. Thứ nhất, dự án của bọn em ấy, thì nó chia ra hình thành hai mảng. Mảng thứ nhất đó là mảng đưa ra các dữ liệu thông tin chuẩn xác nhất cho người dùng để có thể thăm khám, chữa bệnh, chuẩn đoán xem là mình có mắc bệnh gì hay không, và qua đó có thể điều hướng người dùng đến cái cơ sở hoặc là đến những cái liệu pháp chữa trị tốt nhất. Đó là cách mà bọn em đưa đến cộng đồng người sử dụng. Thứ hai là cái mục đích lớn hơn của bọn em ấy, là mục đích tiềm ẩn trong đấy là cái mục đích về đánh giá về ý thức. Đó là ý thức của người dùng khi mà sử dụng cái phần mềm này thì dần dần người ta sẽ tạo cho mình một cái gọi là cái thói quen quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, để từ đấy người ta có thể đến những cái cơ sở chữa trị y tế thường xuyên hơn. Thì đó là một cái lợi ích rất là tốt cho cộng đồng, mà đấy là một cái mong muốn rất là lớn của bọn em ạ. Hy vọng cái dự án này thì nó sẽ được vươn tầm ra cộng đồng sử dụng và được nhiều người sử dụng. Mong là mọi người sau khi sử dụng có thể đưa được cho bọn em những cái gì phần hạn chế hoặc là những cái phần nào còn chưa tốt để bọn em cố gắng bọn em sửa để thành một cái phần mềm hoàn chỉnh nhất, có thể nhân tầm sử dụng ra nhiều nơi trong nước, thậm chí là cả ngoài nước nếu có thể ạ. Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy những dự án, giải pháp, nghiên cứu, sáng tạo khoa học kỹ thuật của các em học sinh cho ta thấy rõ trí tuệ, sức sáng tạo, niềm đam mê của các em là rất lớn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, những tài năng khoa học này sẽ nhận được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ gia đình, nhà trường, các cấp các ngành để những ước mơ, khát vọng của các em có thể bay cao, bay xa và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai, tạo nên những công trình khoa học có ích cho xã hội. Chuyên mục Khoa học kỹ thuật và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.